Các bạn ơi, hôm nay là ngày thứ 10 rồi và là ngày cuối cùng trong chuỗi thử thách là 10 ngày chúng ta nhịn ăn vào buổi sáng, là nhịn tinh bột, nhịn chất đạm động vật, nhịn chất béo, chỉ uống nước ép và ăn hoa quả, ăn rau củ. Thì hôm nay là ngày thứ 10 thì em tin chắc là những anh chị và những người đang làm nghiêm túc, mọi người sẽ đạt kết quả rất là tốt, người thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Có thể sẽ giảm thấy được một số cân đối với những người thừa cân, nhưng quan trọng chúng ta thấy tiêu hóa tốt, chúng ta ngủ ngon, người chúng ta nhiều năng lượng đúng không ạ? Thì cũng như mọi khi là buổi sáng dậy chúng ta uống một cốc nước chanh ấm như thế này. Đấy ạ, Emma sẽ uống một cốc nước chanh ấm như thế này. Sau đó cái cốc nước ép cần tây, hôm nay Emma ép thì cho thêm một chút, đó là cần tây với dứa. Cái công thức này cũng rất tốt, giỏi enzyme tiêu hóa để chúng ta thay đổi nhá. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ăn hoa quả theo mùa, ăn hoa quả mọng nước. Ví dụ như là đang mùa cam mình sẽ ăn cam, hoặc là dưa hấu chúng ta ăn dưa hấu. Tùy theo hoa quả nhà chúng ta có thì chúng ta ăn, thì anh chị em mình đã biết rồi. Thì sau cái hành trình này, nó là một cái hành trình khởi đầu. Nếu anh chị em mình thấy hợp với phương pháp này, mọi người tiếp tục tham gia cái hành trình 14 ngày uống nước ép cần tây trước đó của Emma để giải quyết các vấn đề liên quan đến bệnh lý, ví dụ như gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, hay là mất ngủ, hay là người cảm thấy nhức mỏi xương khớp. Đấy, anh chị em mình tiếp tục tham gia những cái hành trình đó, mọi người thấy sức khỏe của mình cải thiện rất rất là tốt. Thì Emma rất là mong nghe cảm nhận của anh chị em mình gửi về tại cộng đồng Eclean Sạch và Sống Khỏe, hoặc gửi tin nhắn dưới cho Emma. Và chúc tất cả anh chị em mình cũng đã gia đình sức khỏe. Những ai mà đang có vấn đề liên quan đến bệnh lý và muốn ăn uống để cải thiện chữa lành theo phương pháp dinh dưỡng tự nhiên, anh chị em mình nên có bộ sách của Emma xuất bản, đặc biệt là quyển sách nước ép trị liệu và sách ăn chay healthy, để chúng ta biết thêm về phương pháp ăn xanh chữa lành. Rồi bây giờ thì cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà mình sức khỏe ạ.